Em Minh Tông nha Trang, chào tất cả quý anh chị đang xem kênh YouTube của Minh Tông nha. Thì ngày hôm nay hiện tại là em đang có mặt tại xã Dương Sơn, huyện Dương Khánh, thành phố Trang. Thì ngày hôm nay em sẽ đi review cho quý anh chị một lô đất khá là nhỏ gọn và cũng như là với cái tập tài chính dưới 700 triệu thì quý anh chị đã sở hữu được một lô đất này. Thì lô đất này nó đã full thổ cư. Quý anh chị hãy theo dõi hết video này của Minh Tông để Minh Tông có thể chia sẻ cũng như là review chi tiết nhất cái lô đất này như thế nào và quý anh chị có đáng để đầu tư hay không ạ. Em Minh Tông chào quý anh chị nha. Thì nhúng lúc đầu Minh Tông có chia sẻ thì hôm nay Minh Tông sẽ review cho quý anh chị một lô đất khá là nhỏ gọn và cũng khá là đẹp thưa quý anh chị, với cái tài chính là khoảng dưới 700. Thì chính xác thì lô đất này nó sẽ là 670 triệu với một mảnh đất là full thổ cư và diện tích của nó là 81,5 m². Thì bây giờ Minh Tông sẽ quay sơ qua một cái vòng tổng quan của cái khu đất này, và trước khi bước vào review chính cái lô đất mà Minh Tông muốn chia sẻ cho quý anh chị ngày hôm nay thì hiện tại là Minh Tông đang đứng giữa một cái khu đất. Đất này ngày xưa gọi là của đất dân nha quý anh chị, nhưng mà họ cắt từng mảnh nhỏ ra, họ bán cho những anh chị nhà đầu tư ít tiền và họ có nhu cầu xây dựng ở. Thì Minh Tông sẽ quay hết một vòng khu vực này để cho quý anh chị xem là lô đất này nó đang có hiện trạng như thế nào nhé. Thì ở đây thì chủ họ cũng để phân ra từng mảnh và những lô đất này họ đã bán hết rồi nha quý anh chị. Thì lô đất của Minh Tông nó sẽ nằm ở trong góc này, ở góc phía trong đây. Thì với cái diện tích là 81,5 m², thì lô đất này là với chiều ngang 5,42 và nó hậu là 8m36 và nó có một cạnh dài hơn 11 và cạnh dài hơn 12. Thì Minh Tông sẽ chỉ cho quý chị xem cái cạnh của chúng ta nó đang nằm ở vị trí nào nhé. Thì đây ạ, cái cạnh của chúng ta nó sẽ tiếp giáp với cái hàng rào và nó kéo dài cái cạnh bên đây, nó kéo dài từ điểm này nha, từ ngay trụ này và kéo dài xuống tuốt với xuống tới ngay cái vị trí của cái hàng rào kia là cạnh này sẽ là dài hơn 11 chút xíu, 1,32, và cái góc này nó sẽ tính từ điểm này và nó xuống tới cái góc kia, nó sẽ đi xéo như quý anh chị, nó sẽ nở hậu nha. Ngang là từ cái cạnh này, ngang từ cái góc này vào tới vách tường. Thì đường hiện trạng đây là đường bê tông 3 m nha quý anh chị. Đường hiện trạng bê tông 3 m, diện tích là của nó là 81,5 m² và đất ở nông thôn. Thì vị trí của lô đất này là nó thuộc xã Dương Sơn, huyện Dương Khánh, thành phố Nha Trang, nó cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng là 15 cho tới 20 phút di chuyển thôi. Thì bữa nay Minh Tông quay cái lô này và muốn giới thiệu đến cho quý anh chị cái tiềm năng của lô đất này và chia sẻ cho quý anh chị là điểm mạnh và điểm yếu của lô đất này luôn nha. Thì bây giờ Minh Tông sẽ đi sơ qua một cái khu vực và đi quanh cái khu vực này để cho quý anh chị xem là lô đất này nó hiện tại nó đang có những gì và khu vực xung quanh nó ra sao. Thì mời quý anh chị đi theo Tông ạ. Đây là cái con đường mà chúng ta đi thẳng ra nè, đi thẳng lên ngoài đường chính. Thì đây là một trong những cái khuôn viên đất của ngày xưa của chủ nhà. Thì họ cắt thì người ta cũng đã xây dựng nhà lên cũng khá là nhiều rồi. Đường này là đường 3 m, ô tô có thể vào tới nơi nhưng quý chị, nhưng mà hiện tại thì cây cối thì để hai bên thì ô tô nó hơi khó chút xíu. Đây ạ, đây là cái con đường liên thôn của xã Yên Sơn. Đường đây là đường cây da nha quý anh chị, đường này được gọi là đường cây da, kết nối trực tiếp đi cái vùng lân cận qua Diên Điền, Diên Sơn, Diên Khánh. Thì từ vị trí này mà chúng ta di chuyển ra tới trung tâm huyện Diên Khánh thì chỉ có mất 5 phút thôi, rất là gần. Ngay vị trí gần đây nó có một cái nhà thờ là nhà thờ cây vong nha quý anh chị. Còn Minh Tông sẽ đi thẳng ra tới chút xíu để coi cho quý anh chị xem là cái khu vực dân cư và khu vực xung quanh này nó đang có gì nhé. Đây, con đường này nó kết nối thông thoáng và đi thẳng ra chợ luôn. Đi ra khoảng 1 km nữa là để tới chợ Dương Sơn rồi quý anh chị ha. Này, khu vực dân cư để có đầy đủ về hiện hữu rồi. Bên Tâm sẽ đi ngược lại cho quý anh chị xem. Thì xung quanh đất của chúng ta nó không có mộ nha quý anh chị, không có mộ. Và xíu nữa Bên Tâm sẽ chia sẻ cho quý anh chị là cái lô đất này nó có cái gì mạnh, điểm mạnh của nó và điểm yếu của nó sẽ là như thế nào, để cho quý anh chị có quyết định đầu tư hay không với cái giá bán chỉ là 670 triệu cho một lô đất cho một lô đất 81,5 m² và nở hậu và nằm hướng đông nha quý anh chị. Đây nha, phía trước đây á là đồng ruộng nè, không khí khá là tốt, buổi chiều ở đây rất là mát nha quý anh chị. Đây à, vị trí này rất là thoáng mát nè, buổi chiều khá là thoáng.
Rồi thì phía trước đây nè, như quý chị đang thấy một cái ngọn núi đó, đó gọi là mỏ đá Hòn Ngang nha quý chị. Đây là cái mỏ đá Hòn Ngang, thì nó tính theo đường chim bay nó sẽ cách chúng ta khoảng 3 km nha, ngay vị trí đó. Đây khu vực xung quanh, đường phía trước là đường quy hoạch mở rộng lên tới 16m này. Ngay cái góc ngã ba đó là đường kết nối đi thẳng 16m. Và nếu mà đi theo cái con đường chính nó thì để đi vào trong khu dân cư và đi vào trong khu tâm linh là khu Em Chúa nha quý chị. Rồi bây giờ mình Tâm sẽ quay lại vị trí đất thì nói sơ qua cái điểm mạnh điểm yếu của lô đất này cho quý chị có thể tham khảo và có quyết định đầu tư được hay không với cái giá bán chỉ là 670 triệu cho cái lô này nha. Đây là một trong những cái vùng ven của huyện Diên Khánh, thì Diên Sơn thì tương lai quy hoạch lên đất ở đô thị nha quý chị, và hiện tại là sổ này đã full thổ và sổ là đất ở nông thôn. Đây là cái phía ngoài đường, và trước khi cua vào đi phía vào bên trong lô đất thì mình Tâm sẽ quay từ ngoài về cũng như là nói rõ hơn về cái điểm mạnh và điểm yếu của lô đất này. Thì thứ nhất là mình Tâm sẽ nói về cái điểm yếu trước ha. Thì điểm yếu của lô đất này thì thứ nhất là một con đường nó 3m thôi. Đường là đường 3m, nếu mà ô tô đi vào thì có thể đi vào được rất là bình thường, không sao cả. Nhưng mà hiện tại là những ngôi nhà họ đang bỏ những cái chậu bông phía trước này. Để mà đi vào nhà thì mình bắt buộc phải dọn cái đó rồi đúng không quý chị? Và cái điểm yếu thứ hai thì hiện tại cái lô đất này là một lô đất nằm ở lô cuối, đó là ở lô cục rồi quý chị, đường cục nha. Bên Tâm sẽ đi vào phía bên trong rồi để cho quý chị dễ hình dung, và khi đi ra và khi đi vào nó sẽ như thế nào nhé. Thì tới đây nó sẽ một góc cua, thì lô đất của chúng ta sẽ nằm điểm cuối kia. Bên này thì cũng có nhà xây dựng rồi, hiện tại ở đây để xây dựng được 4-5 cái căn nhà rồi quý chị nha. Đây nhé, đường là đường 3m, lô đất là lô đất cục, đó là những điểm yếu của lô đất này. Còn bây giờ bên Tâm sẽ chia sẻ những cái điểm mạnh của lô đất này. Thì hiện tại lô đất này với cái giá bán tầm trung, tầm thấp chỉ khoảng 670 triệu thì chúng ta đã sở hữu được một lô đất full thổ và xây dựng tự do. Và cái điểm mạnh thứ hai là lô đất này là lô đất nở hậu, ngang 5m3, nở hậu là 8m42. Nhưng anh chị, hiện tại thì cỏ nó hơi nhiều chút xíu, nhưng mà bởi vì bữa giờ nó trời mưa nên nó cỏ lên rất là nhanh. Và nếu mà cái này dọn lên mặt bằng nhìn nó rất là đẹp nha quý chị. Lô đất nở hậu và chiều dài gần 12m. Thì khu vực này về Nha Trang thì khoảng 15-20 phút thôi, rất là gần. Thì với cái tỷ suất đầu tư mà chỉ có 670 triệu mà để tìm kiếm được một mảnh đất phù hợp với mong muốn của chúng ta trong thời điểm này cũng là một vấn đề rất là nan giải nha quý chị. Thì mà Minh Tông rất mong muốn quý chị có nhu cầu ghi gửi bất động sản thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0905 802 187 để em tư vấn và cũng như là đi review những sản phẩm của quý chị ký gửi và giúp cho quý chị thanh khoản một cách nhanh nhất. Và cũng như là quý chị đang xem kênh, hãy cho Tông một like và một subscribe kênh YouTube của Minh Tông để Tông có thể cập nhật những sản phẩm mới và cũng như là về thị trường bất động sản tại khu vực Nha Trang, Cam Lâm. Và xin chào và hẹn gặp lại quý chị ạ.